chào anh em. Lên sóng anh em một cặp loa của dàn chung Onkyo phối ghép với đầu âm ly N9 của Onkyo. Cặp loa D102TX. Logo nổi không nhá. Đầm ly N9. Đầm ly N9 dòng cao cấp có chỉnh bát chép trên khiển. Anh em mua thêm điều khiển để chỉnh giúp em nhá. Bát chép cộng trừ 10 luôn. Rất nhiều, rất cao. Đây logo của loa nổi anh nhá. Đây nổi hẳn lên. Đấy. Nhìn thấy sang trọng rồi. Cặp loa bát 14,5 cm. Tiếng như con này thì nghe nhạc trữ tình thì bao hay rồi anh em. Bãi về hình thức không được đẹp tuyệt vời cho nên là giá rất tốt cho các bác. Em sẽ quay hình thức cho các bác xem luôn đã nhá. Mặt trước của loa và âm ly. Nếu như chỉ nhìn về mặt tiền thì con này rất đẹp. Đấy, nếu như chỉ nhìn về mặt trước. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên nhìn xung quanh thì nó không được đẹp lắm. Đây bắt đầu quay cho anh em mình cùng nhìn. Đây là cái căng của loa. Logo vàng luôn. Đây, loa có cái vết chảy xước các bác nhé. Em quay gần luôn để cho anh em nhìn rõ cái phần mặt trước của loa. Bát 14,5 cân cao su. Dòng này là dòng loa phối dàn chung anh em nhé, loa của dàn chung. Loa cực nặng luôn. Tiếng thì bao hay cho anh em nhé. Và em đang phối với đầu Onkyo cao cấp N9 anh em nhé. Loa D102TX. Dòng này là dòng loa của cái mấy cái bộ dàn nhiều thớt đấy. Tuy nhiên thì nó về loa nhưng không về dàn. Cho nên là phối với đầu N9. Còn cả bộ những cái bộ như này nó giá khoảng 1 trên 4 triệu. Loa nặng cái kinh khủng luôn em nhá. Em nghiêng một tay rất là nặng luôn. May có cái lỗ này thì mình mới nghiêng được. Đấy, loa có vết xước sát các bác nhá. Rất là nặng luôn. Rồi, mặt tiền nhìn tương đối là ok. Con này thì tình trạng là chơi đĩa CD, chơi đĩa MD và chơi điện thoại máy tính, TV qua jack 3.5 hoặc kết nối Bluetooth được các bác nhé, qua cổng 3.5. Về cái phần đĩa CD và MD thì em sẽ test ở mức độ tham khảo cho anh em. Bởi vì những cái dòng Onkyo về thì cái mắt đọc của CD hoặc là MD nó cũng kém rồi. Cho nên test đĩa CD nhé. Và em sẽ kỷ niệm luôn các đĩa này để trong máy luôn để về anh em test nhé. Không nhiều khi em test ở đây thì ok, nhiều khi giao tay các bác test những cái đĩa chợ nó không đọc thì hoặc là đọc kém thì lại các bác lại trách em. Đây đĩa CD chưa ok rồi các bác nhé. Đấy. Nó lót hơi bị chậm một tí. CD là tiếng Nhật các bác nhé. Test sang đĩa MD. Nói chung là về phần đĩa này thì em bán cho các bác chơi tham khảo thôi. Đấy, chứ còn không bao được cái phần đĩa đâu ạ. Vì đĩa nhiều khi lâu ngày nó cũng kén vớt vớt rồi. Đĩa MD chơi ok nhá. MD thì thường là bao giờ cũng tốt hơn CD một tí. Bởi vì MD thì người ta khai thác ít hơn. CD nó phổ thông hơn, người ta khai thác nhiều hơn các bác nhé. Đấy. Ok nhá. Đĩa MD thì chắc em không tặng đâu, em chỉ tặng các bác đĩa CD thôi. Đấy, còn đĩa MD thì em sẽ bỏ ra. Rồi, ok anh em chuyển về chế độ chơi điện thoại, các bạn ấn xem nút về nút input đây cho em nhé. Đây, khi nhận hàng về các bạn ấn nút này để bật nguồn này. Còn chơi chế độ điện thoại input cho em nhé. Sẽ có 3 cách kết nối, đó là kết nối line, kết nối tab hoặc kết nối Siri room. Đấy. Đây. Tab, line và Siri room. Tương ứng với cái cổng kết nối phía sau. Nhưng tuy nhiên thì em dán cái này lại để cho anh em đỡ lẫn nhá, vì nhiều anh em mới chơi thì anh em nhìn anh em chưa hiểu. Anh em cứ cắm cái cổng in cho em được nhá, tab in hoặc là Siri room in đều được. Em đang cắm cái cổng line ở trên cùng. Đấy, thì em sẽ kết nối với cái tín hiệu ở màn hình nó ghi là line. Đấy. Rồi, ok anh em nhá. Anh em mua về làm loa TV kết nối 3.5, làm loa vi tính hoặc kết nối điện thoại hoặc kết nối Bluetooth qua cổng 3.5, tất cả đều có thể kết nối được với cổng 3.5 các bác nhá. Thì rất là ok. Và trước khi test chiếc đầm thì em xin phép được công bố cái mức giá của cái bộ này. Thì như anh em biết rồi đấy, những cặp loa Onkyo của dàn chung như này, VIP như này,
thì chất âm của nó đương nhiên là hay rồi thì không nói đến nữa, nhưng về phần giá thành về những cái bộ như này, nếu mà ghép cái đúng âm ly của nó giá thì tầm 4 thớt thì tầm 4-5 triệu em nhé. Đấy thì ghép với cái đầu này thì rất cao cấp, là nó có chế độ chỉnh ba chép, nếu anh em muốn thêm điều khiển nhé thì sẽ ba chép cộng trừ 10 được luôn. Đấy, cộng trừ 10 đúng luôn. Đây anh em nhìn này. Đây nhá. Cộng trừ 10 đúng luôn các bác nhá. Đấy, cho nên là tiếng phối ghép ra âm thanh sẽ rất là hay. Và với hình thức nó không được đẹp xuất sắc, nó có chảy xước thì thôi xin phép để anh em giá 1 triệu à xin phép 2 triệu 4 anh em nhá. Đấy, để 2 triệu 4 thôi. Để cho anh em mình chơi. Đấy, còn bác nào mà cảm thấy mức giá này là hợp lý so với cái hình thức như em vừa mới quay thì các bác chốt cho em qua số Zalo 0975 575 262. Nếu có anh em nào chưa hiểu am hiểu về cái dòng loa này thì mà các bác thấy cái giá này nó cao thì các bác chơi những cái bộ nó ở cái phân khúc thấp hơn nhá. Thế còn con này nó ở phân khúc cao rồi thì đương nhiên giá không thể rẻ được. Đấy, giá 2 triệu 4 cho một bộ sản phẩm mà chơi nhạc trữ tình vô cùng hay. Đấy, các bác chốt dàn lên hệ em số Zalo 0975 575 262. Các bác lưu ý giá em báo chưa bao gồm phụ kiện. Anh em mới chơi tập chơi dàn, chưa có đổi nguồn, chưa có dây jack, chưa có Bluetooth hay là chưa có điều khiển thì anh em mua thêm nhé, hoặc chưa có đèn nháy vân vân. Tóm lại là giá báo chỉ có âm ly và hai loa. Đấy, còn anh em mà mua thêm phụ kiện thì anh em báo em sẽ để giá tốt cho các bác và anh em mình chơi. Xin cảm ơn các bác nhé. Bây giờ thì em xin phép được test cái chất âm của sản phẩm. Nói chung là bộ này nó không được đẹp xuất sắc thì mới có cái mức giá tốt như này anh em nhé. Còn nó đẹp thì ở trên 3 triệu hết. Kết thúc video test tại đây.